Quay đồ ăn thôi đừng quay người. Đâu quay đồ ăn đi đây. Làm ra ai quay người làm gì? Nào. Quay người đang đứng với mấy thằng biết chém mình đó. Đâu? Cháu thấy em bộ nó không đủ. Đâu nhưng mà anh có đăng lên đâu. Mấy thằng nó hay hay. Hay cái điều gì địt mày. Tao có đi làm đâu mà. Dạ cái nào anh em khi mình nhậu cái hai đăng lên này kia nó nhậu nhậu rồi bữa nhậu không được. Tại tao mời mày tao phải học cạo thôi, tao mời rồi tao ngủ thôi được. Nãy ngày mình đi nãy phòng anh em nhậu nãy ngủ anh em bạn bè nhau chết luôn. Phải nhậu phòng ngủ. Cái đó còn bự á. Chính nó nhậu đâu. Cá đối này á, biết nướng lên. Cá nhỏ là giùm em con có bữa không? Ừ. Này. Nghe đi. Nó với thằng Tứ đang làm trên CV1B ấy. Làm cái vụ hả? Đâu, mấy hôm thứ 6, thứ 7 toàn về chỗ anh ngủ mà. Nghỉ trưa mà. Nó đợi đó thấy không? Để cho nó kêu không ai.